Mà xin chào bác nha, đã đến với video của em kênh hàng Nhật Bản. Thì hôm nay là cái lô hàng đấu giá em về thì có được hai cái sản phẩm như trên. Đó là một cái máy xay ép 2 trong 1 của Natinan mới là nguyên thùng. Còn một cái mẫu Panasonic em mới lấy ra nè, nó còn miếng xốp nữa nè. Panasonic máy này 2 trong 1 là xay cà phê và pha cà phê luôn, nó 2 trong 1. Cái mẫu này có to đùng luôn nha các bác, là nguyên thùng luôn, còn cái đồ hướng dẫn đồ đầy đủ nữa các bác. Bên Nhật về sau thì em lấy show qua cho các bác coi như vậy nha. Là cái cối to đùng luôn nè, hôm trước về có một cái đó là cái cối nó sẽ nhỏ hơn cái này, nhưng cái cối này to đùng tầm chắc lít mấy gì đó các bác, to lắm nha. Tiếp phòng phải bê cái này ra nó mới được. Rồi, chờ em tí nha, hai tay mới bưng ra nổi. Rồi các bác thì lấy ra thì nó có như trên nè, cái này là ép nè, cũng to đùng luôn nha, thuộc phân khúc là VIP. Natinan thì các biết nồi đồng có đá rồi, mà còn lại mới vậy nữa thì rất là hiếm luôn, mà gọi là dạng nguyên thùng. Đó thì các bác xem giúp em nha, thì đây là cái cối là của nó để lấy nước nè, nó xịn sò, nó có thể là xay gì là lấy gì luôn nè. Nói chung là những cái dòng Nati nó nan thì nó rất là xịn. Cái cối hứng này là nó bằng nhựa nha các bác, nó cái dạng như là nó như những cái cối mà ép chậm của Pana gì đó, nó bằng nhựa, nó không có bớt bỏ bể. Còn cái này thì cái cối bằng thủy tinh, những cái này là đẹp hết, mới là chưa sử dụng nha các bác, là mới 100% luôn. Nói chung là những cái hàng đấu giá có cái mới chưa sử dụng và có cái đã sử dụng, thì đây là cái chưa sử dụng nha các bác đó. Này lấy ra sao ta, các bác coi là nó mới vậy nè đó. Để em tìm theo quay công suất cho các bác xem nha. Bây giờ vậy đi, thì sách hướng dẫn thì nó cũng còn vậy nè. Cái dòng Natinan thì các bác biết rồi, nồi đồng có đá thì nó ngưng sản xuất từ năm 2008 rồi, mà còn là những cái mẫu này thì nó rất là ok luôn nè. Bác nào mình đang kiểu như thích thương yêu cái hãng mà Natinan thì các bác không thể bỏ qua cái này được nè. Các bác coi nè, đó mới chát. Cái cối này to đùng luôn nha các bác. Nói chung là em mua em cũng không nghĩ nó to vậy, có em tưởng như cái cối hôm trước em bán màu xanh xanh, mà về được cái to cối này to đùng luôn, rất là xịn sò. Đó, nó đậy nó khít gì luôn nè các bác, có cái banana nó không có khít, nó không có con mắt chốt gì đâu, đó rất là xịn luôn. Này là gì ta, này xay giấy gì hay gì biết nữa, một vòng các bác xem nè. Đây bây giờ đi vào thông số, nó có cái dây này, có thì dây nè đẹp keng nè, này có thấy không? Đó thì em kéo qua luôn đi, để tí em sẽ cắm điện rồi cho các bác xem. Thì đây là cái thông số của máy 220W, điện là 100V. Đó thì cái tem mát là nó vậy thôi, các bác cắm, các bác coi em nè, rất là đẹp nha. Nó xay 2 trong 1 của các bác, vừa xay vừa ép được luôn. Thì mình bỏ vào đây cái mình đọc nó là xuống nó vậy nè, nó là xịn sò đó. Thì bây giờ là nguyên một cái bộ vậy nè. Rồi bây giờ em cắm điện vào cho các bác coi nha. Rồi, em thích nhất là cái này nè ta, đút vô là cứng ngắc luôn nè các bác nè. Nhưng cái này là xay gì ta, công tắc hả, nó có công tắc hả. Rồi để bây giờ cắm điện vào cho các bác coi nha. Các bác mua hàng nên liên hệ qua số điện thoại là 0919407501. Em ship hàng toàn quốc có cọc nha, chuyển khoản đủ thêm bao ship. Rồi các bác thì em đã cắm điện vào rồi, cái nút xay này là cái nút bật của người ta, bật tắt của người ta nè. Bây giờ bật lên là xay nè, đó nó xay mà nhẹ nè, phải không, người ta xay xay mạnh nè, đó nó xịn hơn những cái khác rất là nhiều nè, cũng thấy nó không xay rất là mạnh luôn. Tắt đi, nói gì là tắt đó các bác, nó xay cho nó luôn. Nó ngừng rồi. Thì rất là mạnh, ok. Thì cái Natinan kiểu gần gần nồi đồng có đá rồi, mà ra bác nào mà đã mua được cái cối này thì em đảm bảo là nó xịn luôn. Rồi bây giờ mình để cho nó ngưng hẳn đi, giờ nó hưng nó có cờ, để cái này vào, để cái sinh tố vào mình xay cho em nha. Mà có tô đùng luôn, bác nào mà nhà mình kiểu như đông người thì mua cái này luôn quá thích hợp. Rồi giờ xay nè, nó quá xây ghê luôn.
Có nắm được kích mà cái cối thủy tinh nó dày nữa các bác. Chứ mà những cái cối mà sau này nó không có dày dặn tốt gì đâu, em nói thiệt. Trong lòng rất là đẹp nè, mới chát nè. Giá thì bao tối cho các bác luôn nha, là 1,8 triệu. Những cái hàng đấu giá mà nó còn mới vậy là, nói chung là hàng đấu giá nó có hai loại các bác, loại đã xài rồi hoặc là loại là nó chưa xài hoặc là loại xài lướt. Cái này làm nhĩ là người ta chưa xài cho nên nó còn đẹp vậy nè các bác, cũng như những hàng cho biếu tặng á, người ta chưa kịp xài hoặc là cái hàng mà siêu thị xuống mẫu nó tồn kho lại lại đó thì nó mới còn đẹp còn xịn vậy nha. Chứ còn kiểu như mà chúng em mua cũng giá cũng cao rồi đó các bác, chứ không phải là ấy đâu, mà em để giá 1,8 triệu thì em lời cũng rất là mỏng luôn đó. Đấu giá đó, hàng từ Nhật về thì cũng vận chuyển nó tính theo ký mà, cho nên là em đi cái đường biển đó, cho nên là giá nó cũng hơi mềm á. Chứ nếu mình đi đường bay đó, thì cái này không lần chịu mấy đó, tiền cước rồi say nè. Êm lắm, thì ưng cái này thì thấy trên video làm sao thì các bác là nhận hàng như thế đó là 1,8 triệu chọc cho em 500, còn chuyển đủ thì em bao ship, em bảo hành cho các bác là 6 tháng xài. Thì nhận hàng các bác được kiểm tra chứ mà bu cục nha, cái cối lớn to đùng luôn các bác nè, em thích nhất là cái cối này luôn. Mà ở trong nó là nó có cái này nè, mình lấy ra rằng mình để cái đồ thêm bớt gì nè, ví dụ nó đặc quá mình đổ thêm nước hay là mình thêm cái cây đồ gì nè, thêm đá đâu nè, mọi cối này nè. Chung là cái này thì em thích như là cái cối này nha, nó làm cho bác này nó rất là dày, nó làm giống như là những cái ly mà bình thủy tinh để cắm bông ở trong đây, nó làm tam giác này các bác, mấy tam giác cạnh này rất là dày nè, nó làm cái cạnh tam giác này các bác thấy không, rất là xịn luôn. 1,8 triệu nha, em thì bán đúng duy nhất một giá, em mua rồi em căng ra cái giá rồi em bán cho các bác. Thì đến với cái xây mà cà phê xay và pha luôn, gọi là 2 trong 1 Panasonic mã NC khoảng cách A56. Em sẽ có video hướng dẫn các bác sử dụng cái này nha. Thì nói chung là hàng đấu giá mới tầm 95% 98% các bác. Cái này thì chắc là người ta có xài rồi các bác. Thì có cái dấu vết là người ta xài rồi thì có sao thì em nói vậy thôi. Đó thì bác nào mình mua thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0919. Mẫu này sản xuất là 02010 14 các bác, và cái công suất của nó là 790W. Cái này là nó có ở dưới này nha, cái này thì nó có cái ly cho nên em không có tiện lặt xuống coi các bác coi, nhưng mà thì em nói đâu thì nó cũng đó, em coi rồi. Thì cái chế độ mà pha cà phê của cái máy này thì rất là nhiều kênh người ta hướng dẫn mình xài. Thì ở đầu mình có cái túi lọc, cái màng lọc mình bỏ vào mình đổ nước theo cái dung lượng của cái máy này, rồi mình tự động nhỏ xuống ở dưới nó sẽ đun đun nước lên. Thì đây là nó có cái chế độ là pha này các bác, còn cái chế độ này là xay, gọi là 2 trong 1 là như thế. Cái cốc này là cái cốc bằng thủy tinh nha, em ghim điện vào cho các bác. Cái này nó đơn giản thôi chứ nó cũng không có gì cầu kỳ, cũng dễ xài lắm. Kiểu như này, mấy người mà kiểu chúng ta sang xịn các bác thì người ta hay mua thứ này đó, bắt lên rồi muốn xài chế độ nào thì điều chỉnh đây nè, đang hoạt động của nó các bác. Đó, nó bắt đầu nó xay, cái này là đang xay cà phê nè. Bỏ cà phê vô nó xay. Đó, em mở bắt thì nó ngưng rồi đó theo các bác thấy không? Hàng công nhật là vậy nha, chứ không có phải là như những cái hàng kia đó giờ nó xay đó. Tắt, bật lên. Đó, cái chế độ này là cái chế độ đang pha đó, nó sẽ nóng cái dưới này lên này các bác, rồi tắt cho em đi đó, hồi nó nóng đó. Thì đều đã test hết cho các bác hết rồi, mẫu này thì em bán với giá là 1,2 triệu nha. Thì thường nếu mà cái pha đơn sơ không thì nó cũng rơi vào 7 800 6 7 800 thì theo phụ thuộc là mới đẹp, còn cái này là 2 trong 1 luôn, giá nó là 1,2 triệu thì bán đúng duy nhất một giá. Mua thì cọc cho em 200, còn chuyển đủ thêm bao ship bảo hành cho các bác là 3 tháng, mẫu này thì bảo hành 6 tháng. Thì các bác xài thì cứ đúng điện 110 cho em. Thì mẫu này giờ thì hàng chưa xài còn nguyên thùng. Còn cái mẫu này thì hàng người ta đã có xài rồi thì mới tầm 98-97% nha các bác. Thì có sao thì em nói vậy thôi, cũng không có giấu giếm gì. Mình mua hàng thì kiểu như là
Xem chỉ của mình mua khỏi lăn tăn, cái giá thì cũng công khai rồi, thấy hợp lý thì các bác ủng hộ em. Kết thúc video nha, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chúc các bác nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ.